Minh Đường Tử Vi hoan hỉ chào đón các bạn. Chúc các bạn bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự hành thông. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi tuần mới của 12 con giáp từ ngày 22 tháng 3 đến 28 tháng 3 năm 2021 chi tiết chính xác nhất. Mong rằng với những thông tin hữu ích sẽ giúp cho các bạn thay đổi được vận trình của mình tốt hơn. Mời các bạn cùng theo dõi. 1. Tử vi tuổi Tý từ ngày 22 tháng 3 đến 28 tháng 3 năm 2021. Tử vi tuần mới nói rằng con đường sự nghiệp của người tuổi Tý khá tốt. Thời gian đầu tuần bản mệnh này hoàn thành khá tốt công việc mà cấp trên giao cho, thậm chí những kế hoạch của bạn cũng được hoàn thành xuất sắc. Tuy nhiên con giáp này không nên vì thế mà kiêu ngạo, mất tập trung trong công việc sẽ khiến kẻ gian có cơ hội hãm hại. Vận tài lộc của con giáp trong tuần này có những bước tiến triển khá tích cực nhờ có chính tài và thiên tài chiếu mệnh. Người kinh doanh buôn bán sẽ có thể phát tài hoặc có được mối làm ăn lớn. Người làm công ăn lương sẽ nhận cơ hội thăng tiến cao hoặc được tăng lương xứng đáng với công sức bỏ ra. Chuyện tình duyên của người tuổi Tý trong tuần này cũng khá tốt. Mặc dù hai người đang xảy ra một vài mâu thuẫn nhỏ với nhau nhưng sẽ có thể giải quyết nhanh chóng. Từ đó mối quan hệ được ngày càng trở nên khăng khít và thấu hiểu nhau hơn. Những người độc thân thì cũng đừng nóng vội, bạn sẽ sớm gặp được người bạn đời của mình mà thôi. Ngũ quỷ chiếu mệnh, chính vì thế người tuổi Tý nên cẩn thận hơn với những kẻ đang có ý đồ xấu với mình. Những kẻ gian này sẽ cố gắng tiếp cận bạn để tìm ra kẽ hở để đánh bại bạn. Bên cạnh đó hãy chú ý hơn đến vấn đề sức khỏe của mình nhé. 2. Tử vi tuổi Sửu từ ngày 22 tháng 3 đến 28 tháng 3 năm 2021. Xem tử vi tuần mới từ ngày 22 tháng 3 đến 28 tháng 3 năm 2021 cho thấy, vấn đề tài chính của những người tuổi Sửu có dấu hiệu khởi sắc trong tuần này. Nhờ có thiên tài và thực thần chiếu mệnh mà người kinh doanh buôn bán sẽ tìm được những cơ hội làm ăn triển vọng. Bên cạnh đó, người làm công ăn lương sẽ nhận được số tiền phù hợp với công sức mà mình đã bỏ ra. Chuyện tình cảm của người tuổi Sửu dù gặp nhiều rắc rối vào đầu tuần nhưng đến cuối tuần có dấu hiệu khởi sắc. Sau khi trải qua những mâu thuẫn với nhau, hai bạn đã thêm hiểu về nhau và bao dung cho nhau nhiều hơn. Từ đó mối quan hệ ngày càng gắn kết. Thái âm chiếu mệnh giúp nhân duyên của người độc thân tuổi Sửu phát triển theo chiều hướng tốt đẹp, đặc biệt là với người nữ. Bạn có thể giữ quan hệ được với những người chân thành và thẳng thắn, thậm chí có những người luôn thầm lặng quan tâm, chăm sóc bạn. Tuần này tuy những người tuổi Sửu phải đối mặt với một số vấn đề trong cuộc sống nhưng cũng đừng nên có suy nghĩ tiêu cực ảnh hưởng đến sức khỏe của mình. Hãy thật bình tĩnh để có thể tìm ra được hướng giải quyết cho mình. 3. Tử vi tuổi Dần từ ngày 22 tháng 3 đến 28 tháng 3 năm 2021. Thời điểm giữa tuần là thời gian những người tuổi Dần phát triển tốt trong con đường công danh. Bạn nhận được sự đánh giá cao của sếp, thậm chí thiên ấn và chính ấn còn cho thấy bạn có cơ hội được thăng tiến cao. Tuy nhiên, bạn không nên lấy đó làm chủ quan, không tập trung vào công việc, điều đó khiến bạn dễ đắc tội với kẻ tiểu nhân hoặc người quyền cao chức trọng. Sao dịch mã chiếu mệnh khuyên những người tuổi Dần vướng phải khó khăn nên suy nghĩ tích cực hơn và không nên ngại gian khổ nhất thời. Chính vì thế nếu bạn càng cố gắng bao nhiêu thì tương lai bạn sẽ càng thu được kết quả rực rỡ bấy nhiêu. Chắc chắn bạn sẽ thu được thành quả xứng đáng với công sức mình bỏ ra. Tuần này là một tuần tốt với con giáp này trên lĩnh vực tài chính, đặc biệt là vào thời điểm cuối tuần. Do có cả thiên tài và chính tài chiếu mệnh, người tuổi Dần được nhận phần thưởng cho công sức mình bỏ ra. Người làm kinh doanh buôn bán đắt cải thiện được cuộc sống gia đình. Tuy nhiên, con đường tình cảm con giáp này phải đối mặt với nhiều rắc rối. Người độc thân có thể vướng phải những mối quan hệ phức tạp, khiến bạn luôn phải mệt mỏi. Nếu bạn đã có người trong lòng, bạn nên rõ ràng mối quan hệ với những người khác để mối quan hệ của bạn được chắc chắn. 4. Tử vi tuổi Mão từ ngày 22 tháng 3 đến 28 tháng 3 năm 2021. Theo tử vi tuần mới từ ngày 22 tháng 3 đến 28 tháng 3 năm 2021 cho thấy, công việc của bạn vướng phải một vài rắc rối nho nhỏ do kẻ gian gây nên. Tuy nhiên, điều ấy không đủ để khiến bạn gục ngã hay ảnh hưởng đến công việc.
Bạn hoàn toàn vẫn có thể khẳng định được khả năng của bản thân vào thời điểm giữa tuần, nhờ có chính ấn và thiên ấn chiếu mệnh. Vận trình tử vi tuổi Mão, vấn đề tài chính của bạn không có nhiều biến động trong thời điểm giữa tuần. Tuy nhiên, đến thời điểm cuối tuần, bạn lại có khả năng phát tài bất ngờ, có thể giàu lên nhanh chóng nhờ vào công việc kinh doanh hoặc đơn giản là dựa vào vận may số đỏ của mình. Trong tuần này, cung đường tình cảm của những người đã lập gia đình tuổi Mão không được yên bình. Bạn và nửa kia có thể xảy ra mâu thuẫn trong cách dạy con cái hoặc trong mối quan hệ với cha mẹ. Hai bạn cần bình tĩnh nói chuyện để có thể tìm ra tiếng nói chung. Sao Thái Dương chiếu mệnh cho thấy người độc thân tuổi Mão sẽ có nhân duyên khá tốt. Các mối quan hệ xã hội của bạn phát triển một cách hài hòa. Chỉ cần bạn chịu mở lòng hơn với mọi người thì rất có thể bạn sẽ tìm được một nửa của đời mình hoặc một cơ hội tốt nào đó trong công việc. Năm, tử vi tuổi Thìn từ ngày 22 tháng 3 đến 28 tháng 3 năm 2021. Trong tuần này sự nghiệp của người tuổi Thìn vướng phải nhiều rắc rối xấu do thương quan và tỷ kiên gây ra. Có thể bạn sẽ vướng phải tranh cãi với cấp trên. Trong trường hợp này, bạn nên lắng nghe và tiếp thu ý kiến của cấp trên, không nên ngang bướng làm theo ý mình. Bạn hãy bình tĩnh để đưa ra ý kiến quan điểm riêng của mình để cấp trên có thể hiểu. Thái Tuế nhắc nhở bạn nên cẩn thận trong bất cứ công việc gì, đặc biệt là khi xuất hành đến những nơi xa. Trước khi rời nhà, bạn nên chú ý đến cách ăn mặc của mình, đồng thời đi theo hướng tốt hoặc vào giờ hoàng đạo để gặp được nhiều may mắn hơn, tránh được những tai ương không đáng có. Đối với những người làm công ăn lương, người làm kinh doanh buôn bán tuần này lại là quãng thời gian phát triển khá tốt do có chính tài và thực thần phù trợ. Bạn là người có tính cách cởi mở và phóng khoáng nên sẽ kết giao được với những bạn mới. Đôi bên có thể cùng hợp tác làm ăn kiếm lời. Vận trình tình duyên của tuổi Thìn không được yên bình do tâm trạng của bạn thay đổi khá thất thường, khiến người bạn đời của mình không biết phải ứng xử sao cho phù hợp. Nếu có điều gì không hài lòng bạn nên thẳng thắn nói ra để cả hai cùng tìm cách giải quyết không nên che giấu. 6. Tử vi tuổi Tỵ từ ngày 22 tháng 3 đến 28 tháng 3 năm 2021. Đầu tuần là khoảng thời gian người tuổi Tỵ vướng phải đủ loại rắc rối với đồng nghiệp và cấp trên do tác động xấu mà thương quan và kiếp tài mang lại. Tuy nhiên đến cuối tuần là thời điểm bứt phá của bạn, khẳng định được khả năng của bản thân mình. Chỉ cần bạn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thiên ấn và chính quan cho thấy thực tế sẽ chứng minh bạn là người đúng. Đường tài lộc của người tuổi Tỵ không gặp quá nhiều biến động. Bạn hài lòng với cuộc sống hiện tại và có kế hoạch chi tiêu rõ ràng cho mình. Tuy nhiên, việc đầu tư kinh doanh có dấu hiệu chững lại, tuy nhiên nó không gây nên thiệt hại gì quá lớn về tiền bạc cho con giáp này. Đường tình duyên của bạn có những dấu hiệu tiến triển khá tốt. Người lập gia đình có được quãng thời gian vui vẻ yên bình, vợ chồng luôn quan tâm và thấu hiểu nhau hơn. Dù có vấn đề khó khăn gì xảy ra, hai người cũng sẽ cùng nhau đối diện và tìm cách giải quyết nó. Sao Bách Việt chủ đào hoa cho thấy người tuổi Tỵ vốn có những nét hấp dẫn rất riêng. Tuy nhiên, không phải vì thế mà bạn trở nên dễ dãi, bạn phải tinh tế trong cách nhận biết tình cảm mà người đó dành cho mình là thật hay giả. Như vậy bạn mới gặp được người bạn đời của mình. 7. Tử vi tuổi Ngọ từ ngày 22 tháng 3 đến 28 tháng 3 năm 2021. Xem tử vi tuần mới 22 phần 3 đến 28 tháng 3 năm 2021. Kiếp tài và tỷ kiên cho thấy người tuổi Ngọ dễ vướng phải những chuyện thị phi trốn công sở. Có thể bạn sẽ bị mọi người gièm pha về những việc làm của mình. Những lúc như vậy, người tuổi Ngọ không nản chí, hãy dùng hành động thực tế để chứng minh sự trong sạch của mình. Sao Thiên Cầu chiếu mệnh chỉ ra rằng con giáp này dễ rơi vào tình trạng lao lực vì dành quá nhiều thời gian cho công việc. Bạn cần phải cân đối giữa công việc và cuộc sống, cũng không nên ôm hết việc vào người. Nếu thấy sức khỏe của bản thân không được tốt thì cũng nên gác công việc lại, dành thời gian quan tâm đến sức khỏe của mình nhiều hơn. Về phương diện đường tài lộc, bạn không gặp phải nhiều biến động lớn lao. Nếu hoàn thành tốt nhiệm vụ, công việc mà cấp trên giao cho, bạn có thể nhận được sự khen thưởng đôi khi là những khoản tiền nhỏ. Đó không phải là một phần thưởng lớn nhưng có tác dụng khích lệ, cổ vũ tinh thần làm việc. Chuyện tình cảm của người tuổi Ngọ có những bước phát triển khá tích cực, đặc biệt là vào thời điểm đầu tuần.
Bạn có thể thu hút được ánh mắt, sự chú ý của nhiều người khác giới và có cơ hội phát triển những mối quan hệ có triển vọng. Hãy cởi mở với những người chân thành với mình. 8. Tử vi tuổi Mùi từ ngày 22 tháng 3 đến 28 tháng 3 năm 2021. Theo tử vi tuần mới này, vận khí của người tuổi Mùi lên xuống khá thất thường trong tuần này. Vì vậy, dù có đạt được thành quả cao thì bạn cũng chớ nên chủ quan, bởi sự điều đó có thể khiến bạn vướng phải rắc rối bất cứ lúc nào. Hãy luôn cẩn thận trong từng việc làm của mình. Tình hình tài chính của con giáp này có dấu hiệu khởi sắc vào đầu tuần nhờ có thiên tài chiếu mệnh, nhưng gần về cuối tuần bạn dễ gặp phải nhiều vấn đề khó giải quyết, có thể phải tốn nhiều tiền mới khắc phục được hậu quả. Sau thiên đức phù trợ gió đó đến thời điểm cuối tuần, bạn sẽ gặp được nhiều chuyện thuận lợi hơn. Bạn có thể nhận về được một khoản lời lãi kha khá, bù đắp cho những sai lầm trước kia của bạn. Khi cơ hội đến, bạn hãy mạnh dạn nắm bắt và tin tưởng hơn vào tiềm năng của bản thân mình. Tuy nhiên, đường tình duyên của con giáp này lại không được thuận lợi cho lắm, đặc biệt là vào thời điểm đầu tuần. Bạn và nửa kia của mình dễ xảy ra tranh cãi vì những vấn đề nhỏ nhặt. Do đó hai người nên thường xuyên tâm sự, chia sẻ những chuyện buồn vui trong cuộc sống để hiểu nhau hơn. 9. Tử vi tuổi Thân từ ngày 22 tháng 3 đến 28 tháng 3 năm 2021. Nhờ có chính quan phù trợ, những người tuổi Thân thời điểm đầu tuần sẽ được cấp trên đánh giá cao năng lực và đưa cho những dự án quan trọng. Tuy nhiên, bạn nên cẩn thận với những kẻ ghen ghét với bạn vì họ đang có ý định hãm hại, đánh bại bạn. Tỷ kiên và kiếp tài khuyên bạn phải cẩn thận trong việc kết giao những người bạn mới, bởi không phải ai cũng là người tốt. Đường tài vận của con giáp này có dấu hiệu khởi sắc vào thời gian giữa tuần. Do có chính tài và thiên tài phù trợ, bạn có thể nhận được tiền thưởng của cấp trên hoặc được thừa hưởng tài sản của những người đi trước. Do đó bạn hãy cố gắng hơn nữa, đừng phụ lòng những người đã tin tưởng mình. Bạch Hổ mang lại điềm báo bạn cần phải quan tâm đến vấn đề sức khỏe của chính mình và những người thân yêu trong gia đình. Ngoài ra, bạn cần cẩn thận khi tham gia giao thông, đồng thời có những chế độ sinh hoạt hợp lý để nâng cao sức đề kháng của cơ thể. Đường tình duyên của con giáp này biến động khá thất thường trong tuần này. Có thể mới ngày hôm qua, hai người còn hòa hợp, nhưng đến hôm nay, cả hai đã rơi vào tình trạng chiến tranh lạnh hay xảy ra mâu thuẫn với nhau. Và cả hai bạn đều có cái tôi quá lớn nên chẳng ai muốn xuống nước với ai. 10. Tử vi tuổi Dậu từ ngày 22 tháng 3 đến 28 tháng 3 năm 2021. Tử vi tuần mới chỉ ra rằng trong tuần này sự nghiệp của người tuổi Dậu gặp nhiều tác động xấu hơn là tác động tốt. Bạn sẽ bị mọi người xung quanh nói xấu, là tâm điểm gánh chịu sự gièm pha hoặc cô lập của đồng nghiệp. Chính vì thế bạn nên cẩn thận trong lời nói của mình. Tuy nhiên, sao tử vi vẫn mang lại ít nhiều may mắn cho người tuổi này. Nếu bạn hãy không ngừng cố gắng rèn luyện bản thân, không đầu hàng nghịch cảnh, luôn ở trong tư thế sẵn sàng, chờ đón những cơ hội tốt đẹp sẽ tới trong thời gian sắp tới. Tình hình tài chính của con giáp này có nhiều dấu hiệu tốt đẹp hơn. Chính tài và thiên tài phù trợ cho thấy bạn vẫn tìm được cơ hội đầu tư, kinh doanh có lợi, chủ yếu là bạn phải có một đôi mắt tinh tường, biết nắm bắt cơ hội. Bên cạnh đó, bạn cũng nên giao lưu kết giao với người có cùng chí hướng. Tuy nhiên, về đường tình duyên, người tuổi Dậu cần đưa ra những quyết định dứt khoát hơn với những đối tượng tiếp cận mình. Thái độ mập mờ của bạn thường khiến cho đối phương cảm thấy khó đoán, khoảng cách của hai người không kéo gần lại được mà cũng chẳng xa xôi hơn. 11. Tử vi tuổi Tuất từ ngày 22 tháng 3 đến 28 tháng 3 năm 2021. Vào thời điểm giữa tuần sự nghiệp của người tuổi Tuất vướng phải rắc rối do có thương quan và kiếp tài gây rối. Những lúc thế này, bạn không nên bi quan mà hãy giữ bình tĩnh, cần có cái nhìn tích cực hơn, bởi trong cái rủi vẫn thường có cái may, quan trọng là bạn có nhận ra hay không mà thôi. Đến cuối tuần, bạn sẽ có được nhiều cơ hội may mắn hơn. Vấn đề tài chính của bạn phát triển khá tốt, đặc biệt là vào thời điểm đầu tuần. Chính tài và thực thần chiếu mệnh cho thấy bạn dễ dàng tìm được những mối làm ăn lớn có lợi hoặc xây dựng được nhiều mối quan hệ với khách hàng thân thiết. Do đó bạn hãy biết nắm bắt những cơ hội đó. Đại hao lại cho thấy người Tuất nên có kế hoạch chi tiêu hợp lý, không nên ỷ vào việc mình ăn nên làm ra để tiêu xài phung phí.
Bạn không nên vung tiền vào những việc không chính đáng hay những buổi tiệc tùng, mà nên tiết kiệm nhiều hơn để dự phòng cho tương lai. Người đã có gia đình nên quan tâm đến các thành viên trong nhà nhiều hơn, đặc biệt là những đứa con của mình, bởi thời gian gần đây bạn dành quá nhiều thời gian cho công việc mà không quan tâm đến với mọi người. Tiền bạc hay danh lợi không phải là tất cả và không thể mua lại được tình thân đã đánh mất. 12. Tử vi tuổi Hợi từ ngày 22 tháng 3 đến 28 tháng 3 năm 2021. Trong tuần này sự nghiệp của người tuổi Hợi khá thuận lợi, đánh dấu bằng một ngày khởi đầu tuần mới khá rực rỡ với chính ấn phù trợ. Nếu con giáp này tiếp tục phát huy được ưu điểm của mình, đến thời điểm giữa tuần, chính quan chiếu mệnh chính là cơ hội để bạn bứt phá đạt được thành công nhất định cho mình. Thiên tài và thực thần cho thấy bạn đang có nhiều cơ hội làm ăn, kinh doanh. Hãy tự tin nắm bắt khi thời cơ xuất hiện trước mặt mình để kiếm về cho mình những khoản tiền lớn. Đừng chần chừ, do dự, bởi như vậy thì bạn sẽ để cơ hội trôi tuột vào tay người khác. Song tiểu hao nhắc nhở con giáp này làm việc gì cũng cần phải có chừng mực, nhất là với chuyện chi tiêu, nếu không, dù có dư giả đến đâu, bạn cũng rất dễ rơi vào tình trạng tiền tài bị hao mòn mà không thể đạt được mục đích của mình. Đường tình duyên của người tuổi Hợi có khởi sắc ít nhiều vào đầu tuần, nhưng đến thời điểm cuối tuần thì lại càng ảm đạm. Bạn đóng cửa trái tim mình, ít giao lưu với mọi người xung quanh và không cho người khác cơ hội tiếp cận, kéo gần mối quan hệ. Bạn muốn sống một mình hơn là chia sẻ không gian riêng tư với một người khác. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.